Hi, welcome back to my channel. Start get go, okay? Let's go. Mà ta đang ở trên tầng 2. Ồ, mà ta đang xuống dưới đây rồi. Vào tiếp theo, Icream 7, let's go. Thank you.
Okay, let's go. It is so nice! Liz, how are you? I'm fine. It's so tight in this cage. Let's go. Day two. Okay, let's go. Thank you.
Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 quyển sách, ok? Khi đủ 8 quyển sách thì lúc đó các bạn sẽ đến vị trí đầu tiên và hoàn thành tựa game này, ok? Let's go! Let's go. Thank you.
Oh my goodness. Okay, let's go. Oh my gosh. Các bạn động vào cái trắng là các bạn có thể hy sinh ngay. Bỏ qua những cái trắng này đi. Ok. Càng về sau thì càng khó nhé. Wow, đi luôn. Rồi và mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Library, Qian. Let's go. Okay, about to get the show.
Gentleman. Mai sao vẫn chuồn được? À, không chuồn được không ạ? Thế này ấn cái này rồi. Just okay, let's go. Oh my gosh!
4, 3, 4. Let go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải coi nhà làm sao, coi ba cánh cửa 1, 2, 3 để tránh con gấu sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Các bạn sẽ đóng cửa trước để tạo tiếng động. Khi đó thì các bạn bật đèn flash đây. Rồi đến cánh cửa số 2, đóng cửa bật đèn flash. Cánh cửa số 3, đóng cửa bật đèn flash. Và các bạn cứ như thế liên tục, đóng cửa bật đèn flash liên tục như thế để tránh những con gấu sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Ok, rồi. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Let's go. Tựa game này đang có vấn đề gì đây? Mình sẽ phải thử xem như thế nào. Phải nó bắt update rồi. Được rồi, ok. Oh my gosh.